tính GDP ở trên thu nhập bình quân đầu người, nhưng nó còn phải có cái tiền lương thực tế, tức là Vâng. cái mức lương một tháng ông mua được bao nhiêu cân gạo. Việt Nam một bát phở là có 1 đô thôi, nhưng ở Mỹ một bát phở 12 đô. Thế lương ông 1.000 đô ông mua được bao nhiêu bát phở? Lương tôi 100 tôi cũng mua được gần mấy bát phở. Lương ông 1.000 ông mua được gần đấy bát phở. Ông còn phải đóng thuế, tôi trốn. Đấy. Ông chắc gì đã hơn tôi. Anh hiểu không? Tức Đúng là người ta nói cái thu nhập thực tế. Đó. không? Chú cho tôi chú. Ở Mỹ 8 đô một cân rau muống. Nào, 8 đô thì ở Việt Nam nó mua được cả tấn nhỉ. Mấy chục cân. Không, tôi bây giờ này qua cái chương trình này ấy, nếu mà Sơn Bùi có mặt ở đây thì anh sẽ khuyên em, cái bạn ấy là bạn ấy, mình đừng nói là bạn ba que nhé, vì cái tầm hiểu biết của bạn ấy nó hơi Không. kém một tí đấy, chứ mình đừng 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 chửi bạn đâu ba que, bạn hãy tìm hiểu Bạn rất kỹ về 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 về, về vấn đề kinh tế, cái gì là đánh người ta so sánh, đúng người ta so sánh cái tốc độ phát triển này. không? Là ví dụ như nước mình đang phát triển thì người ta so với những nước đang phát triển, chứ người ta không lấy cái ông Ông đang Mỹ phát triển so để với Việt so Nam với những nước phát triển rồi đúng không? đấy. Còn nếu mà muốn so sánh cái nước phát triển rồi là người ta phải so sánh cái thu nhập thực tế. Ví dụ tôi, vợ tôi đi làm, đồng lương tôi nuôi được bao nhiêu người trong nhà, mua được bao nhiêu cân gạo, dầu, muối, mắm, được không? Tôi có đủ chi phí không? Đấy. Ví dụ như đấy, mình xem. Tức là ở Mỹ, nếu mà một người bình thường đi làm ở nhà share, Ông bây giờ rắc xin tức là bùi cái này, nhà chung, bây giờ bạn phải nhà nói là thuê. bây giờ muốn một đất nước phát triển hay không thì bạn phải nói tốc độ phát triển nhá. Đẩy đẩy ra anh nói với rắc xin bùi tí, vì với rắc xin bùi cái bạn sẽ yếu không lên được, tức là tốc độ phát triển của mình như thế nào. Ví dụ như năm nay nhá, là mình tức là cái quốc hội đề ra là cỡ khoảng 6,7% đấy, nhưng mà ví dụ như 6 tháng đầu năm đã đạt 7,08%, tức là cái tốc độ phát triển kinh tế ấy, đấy, năm này so với năm khác ấy. Đấy, cho nên mà nói rắc xin bùi là em phải có cái kiến thức về cái kinh tế một tí thì em lên đây thì em mới nói chuyện được, chứ em lại nói cái tám thu nhập coi như 8 triệu nào, mình phải lấy đồng tiền quốc tế là đồng tiền US ra để mình so sánh, không vậy thôi. Rồi xin mời qua lên. Và em nói anh nghe, ngay buổi tối hôm nay, bản thân em buổi tối hôm nay em gặp một ông coi như là đúng 4 3 năm mới về Việt Nam, dẫn theo thằng Mỹ Ở sắc sư đó. bùi thì một là chờ, hai là có khả năng chương trình sau sắc Đó, sư mình bùi lên không có vấn đề gì đâu. Không, good, đúng dẫn theo rồi. Google, bạn công nhận bạn tra Google nhưng bạn phải hiểu. Đúng chưa? Cái hiểu cái đó. Bây giờ tôi nói bạn nhé, bạn muốn ấy, bạn vào cái tức là đừng tra Google nhưng bạn vào bạn bạn lấy cái số liệu của ngân hàng thế giới ấy. Tức là tốc độ là cái gì? Nhá, thu nhập bình quân là cái gì? Đấy, GDP là cái gì? Thế bạn phải hiểu cái định nghĩa đó, bạn phải có một cái tí kiến thức về kinh tế, sau đó bạn đọc thì bạn mới hiểu. Đó. Rồi xin mời. Chương trình sau lên ấy cùng anh. Mình là người Việt Nam. thì ông ấy nói, ông đấy thì họ em hỏi ông là 4 3 năm mới về Việt Nam chơi để thăm người nhà. Em hỏi anh về Việt Nam anh thấy Việt Nam nào, ông bảo đúng phát triển không nhận ra luôn. Thì 4 3 năm làm sao mà nhận ra được. Và anh thấy Việt Nam đẹp không? Đi Hạ Long đẹp quá, đẹp hơn Mỹ nhiều đấy. Nhưng ở Việt Nam này nó có cái sướng là đông vui, nhưng ở bên Mỹ thì có vẻ là tất cả mọi đồ thì cái gì cũng có, nhưng mà nó những cái lặt vặt thì nó không có như ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đồ của Việt Nam với nó cũng nhiều rồi, nhưng mỗi tội nó buồn. Những cái người già họ buồn bởi vì sao, nhà nọ nhà kia nó rất chi là nó xa nhau, Đúng rồi. Rất mỗi căn rộng nhà nữa. nhau mà lại chân chân tay thì yếu rồi, thế là cứ loanh quanh ở trong nhà cũng không dám đi đâu. Nên là cuộc sống nó cảm thấy là những người già là rất buồn, nên là người ta rất nhớ tổ quốc đó đấy. Cho nên là có nhiều cái vấn đề người ta cũng vì ở quê hương người ta bức xúc, người ta nói này nói nọ đúng không. Về thì sợ cộng sản không chấp nhận, mà ở lại thì sợ thằng Mỹ nó đuổi đấy, nó khổ thế. Nên mình nói chung là mình cũng thông cảm với người ta, nhưng mình không thể so sánh như
các bạn lên các bạn không thể so sánh nữa. Tôi làm chỉ 1.000 đô một tháng thôi, nhưng tôi mua được những cái gì? Bạn làm 5.000 đô một tháng, bạn mua được cái gì? Việt Nam tôi nói thật sự hơn các bạn, nó chỉ là ví dụ nha. Các bạn mua một ô tô 5.000 đô, bạn mua được 2.000, mua được. Vì sao? Đúng không? Cái nhà nước Mỹ là nó kinh doanh, nó cho các bạn vay trước rồi nó bòn rút các bạn sau. Đấy, ở Việt Nam thì cũng có chuyện đó, ai ai thích thì cũng làm được việc đó. Đúng rồi. Đấy, nhưng mà cái quan điểm là cái người, cái Đảng Cộng sản là người ta là cái nhà nước Việt Nam, người ta là vì dân. Đấy, thì người ta không tìm cách bòn rút của nhân dân, cho nên là không phải là ai cũng phải nộp thuế. Nếu chúng tôi là trốn thuế, nói thật sự đến Đúng rồi. 60-70%. Đấy, nhà nước là không thu thuế là đến 60-70%, nhưng không phải là ấy. Đấy là có những người tôi biết, bản thân tôi biết kiếm gần 100.000 đô tháng, chả đóng được thuế nào. Đúng rồi. Đó. Bây giờ này, Đấy, bây giờ khoan đây, mình lấy dẫn chứng cho tất cả các bạn. Ví dụ nhất là các bạn rất xem bùi ở đây nghe một cái điều về trốn thuế Việt Nam. Tất cả những nào. người Việt Nam hiện nay bán nhà nhé, bán nhà đều trốn thuế hết 100%. Tôi khẳng định 100%. Bây giờ ví dụ nhé, kể cả khoan đây của cả tôi bán cái nhà cỡ khoảng 10 tỷ chẳng hạn, đúng không? Các bạn khai ra công chứng 10 tỷ, nếu mà các bạn khai đủ thì các bạn đóng thuế trước bạ 2%, tức là 200 triệu, đúng không? Nhưng tôi nói các bạn nhé, hầu như các bạn đều khai khoảng 3 hay 4 tỷ. Tức là nếu mà 3 tỷ thì các bạn 3 2 là 6, 60 triệu, đúng không? Các bạn đóng 60 triệu thì là các bạn trốn thuế 140 triệu. Đấy, không đút lót cho ai một hào nào cả. Tất nhiên các bạn đừng khai nó quá quá thôi, đúng không? Thì cái đấy có phải các bạn trốn thuế 140 triệu không? Nhá. Đúng rồi, Tôi bởi vì hỏi các làm bạn, khi có bạn nào ở đây trên diễn đàn này khi các bạn bán nhà mà các bạn khai đúng 100% cái giá trị mình bán không? nó dựa trên cái barem của nhà nước Đấy. anh ạ. À, Đúng rồi. ví dụ cái khu đất đấy của nhà nước, nếu mà ông có đền bù thì tôi cũng đền bù cho ông 3-4 tỷ, hiểu không? Nhưng mà thật ra là đất đấy nó là đất vàng, mình phải Đó. bán 10 tỷ. Mày thích Đấy. mua thì tao bán cho mày 10 tỷ, Wow. nhưng mà tao chỉ khai trên cái barem của nhà nước thôi, hiểu không? Nó Nhà khổ nước vậy. cũng họ cũng không 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 ví dụ ông khai rồi tôi bán 1 tỷ thì cũng không được, bởi vì cái barem như thế nó vẫn thu là như thế. Ví dụ như cái xe máy anh mua chẳng hạn, đấy, cũ hay không cũ, nhưng mà cứ đúng loại đấy là nhà nước thuế trước bạ nó là gần đấy tiền đấy, anh không không chạy đâu được. Nên kể cả anh có mua cũ hơn mà anh khai thấp hơn, người ta vẫn thu anh gần đấy tiền, Đúng, vẫn có cái đúng, barem nhà nước đúng. thôi. Bây giờ bạn đang định mua Đấy. nhà, bố vợ còn khai cho tặng, mà cho tặng là chẳng mất hào thuế nào, đúng không? Thực tế À. cho nên là mình chỉ lấy một cái ví dụ. Hôm trước mình nói chuyện Sơn Tây, Sơn Tây làm nghề coi như là làm neo. Mình bảo là Sơn Tây, tôi hỏi Sơn Tây nhé, các bạn làm neo hiện nay có một số trả tiền mặt, các bạn còn lách thuế không? Ôi, anh Bằng đừng nói vấn đề này đây nữa chuyện. Ví dụ ở Mỹ những cái trường hợp mà ví dụ anh vay tiền của nhà nước nhưng mà khi anh chết anh chưa kịp trả, thế cái nhà anh chia đôi anh cho con anh một nửa đấy, nhưng anh chưa kịp cái giả cái tiền cái tất cả các bất động sản kể cả là xe cộ các thứ anh cho tặng con anh rồi, nhưng khi anh chết anh vẫn còn nợ nhà nước chưa kịp trả, thì tất cả những cái bất động sản mà anh đã cho tặng trong vòng 7 năm rồi nó vẫn thu lại, mặc dù anh cho con anh rồi trong vòng 7 năm nó vẫn thu lại để nó trừ bao giờ anh trả đủ nhà nước mới xong. Còn Việt Nam làm gì có chuyện đó, chết là hết, đúng không? Ông đã viết giấy cho tôi rồi thì ông chết thì ông đi đòi người chết, còn của tôi là của tôi. Đấy, nó khác nhau ở cái điểm đấy, chứ đừng nghĩ rằng rằng cái chế độ Mỹ nó là hay, tư bản là hay, tư bản nó là bóc lột đấy, tư bản nó là bóc lột. Còn nói cho các anh biết là tại sao mà đất nước Việt Nam là chỉ có một đảng, không thể đa đảng được, bởi vì hai cái hình thái kinh tế nó khác nhau đấy. Quản lý cái chế độ xã hội chủ nghĩa thì người ta chỉ cần một đảng thôi, người ta không cần nhiều đảng nó loạn, nhưng cái Đúng tư rồi. bản chủ nghĩa thì nó rất chặt chẽ, nó bòn rút rồi nó quản lý nhân dân rất chi là chặt, không cho thằng nào chạy cả, thì nó cần phải một cái hình thái quản lý nó rộng hơn. Đấy. Đấy. Còn nếu các anh muốn chúng tôi đa đảng nhé, bao giờ chúng tôi phát triển thành tư bản chủ nghĩa, tôi sẽ đa đảng. Đấy, cứ chờ đi nhé.
khoảng 10 đến khoảng 43 năm nữa thì chúng tôi chuyển sang tư bản chủ nghĩa, chúng tôi giàu bằng có bằng các anh chúng tôi ra đảng. Thế thôi. Các anh cứ lúc đấy các anh không nói chúng tôi cũng phải chuyển sang, bởi vì xã hội nó phát triển nó quá Trời rộng. ơi, này cái con Quỳnh Trần này, ở bên Mỹ nhá, mà chúng nó tham nhũng nhá, chúng nó mà hối lộ nhá, ở trên tầng lớp coi như là trên cao nhá. Bạn bố tổ cho luôn nhá, chứ đừng nói như ở Việt Nam. Cho nên ở bên Mỹ đấy có Danny Nguyễn này, thì bạn cũng cũng thừa hiểu luôn, ở bên Mỹ coi chung là chúng nó tham nhũng ở cái tầng lớp trên nhá, chứ không phải là tham nhũng vặt vặt như ở Việt Nam. Bọn này nó có hiểu gì đâu, bọn này nó trình Wow. độ thấp mà, nó nói về GDP rồi nói về các cái thu nhập thực tế, nó không hiểu được, cho Không nên là không biết qua cái danh toàn sách là bùi ấy, mình nó thấy là làm. đấy, là trước khi bạn ấy nói là bạn ấy trước khi lên cái diễn đàn của mình bạn ấy vừa tìm hiểu ở Google và tất cả mọi thứ, nhưng mà cái khái niệm về những cái đấy thì bạn lại không hiểu, thành cái khổ như thế. Em Quỳnh Trần này, hay chửi lung tung, nói chung là nói theo cái giọng của Tân Thái và Lê Trương thôi. Đấy, chứ chúng nó thật ra nói em nghĩ chúng nó chẳng có một cái thứ trình độ nào, trong não nó không có cái gì luôn đấy. Hiểu không? Nó học có khi là chưa hết lớp cấp 2. Làm sao mà nói chuyện GDP mà chúng nó hiểu được. Anh hiểu không? Đấy. Đi học như là trốn học từ từ bé lớp 2 trường làng cô giáo chết rồi. Đó. Tham nhũng thì thằng nào nó chả tham, tao cũng tham, mày cũng tham, tao tao tham bỏ mẹ, tao đóng thuế đồng nào Đúng đâu, rồi. đấy là tao tham nhũng đấy, hiểu không? Còn mày thì tìm cách ăn cắp tiền của đồng bào hải ngoại thì mày đấy là tham nhũng đấy nhá, ăn chặn tiền của đồng bào rồi mày lừa đảo đồng bào Bây mười giờ mấy nhá, năm. có một cái điều này nữa. Bây giờ Jackson Bull ở bên Mỹ, mình phải nói Jackson Bull như thế này. Tại sao mình nói hơi xa tí, cái đất nước Việt Nam hiện nay do cái chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là một cái đất nước, tức là do dân và vì dân. Ở cái là kinh tế mình một số, tức là từ năm 2000 trở đây nó phát triển đúng không? Thì là cái đời sống nhân dân, thì các bạn ở Việt Nam cảm nhận là đời sống nhân dân càng ngày càng nâng cao lên. Bây giờ nói rắc sơ bùi nhá, ví dụ cuộc sống của những người thu nhập trung bình khá chẳng hạn, ví dụ như là Khoa Lê đây và như mình biết kinh tế của Khoa Lê như mình đây, thì là nói chung là hiện nay đã có khả năng so sánh được với cuộc sống của những người Việt kiều ở bên Mỹ rồi, nói thẳng như thế. Anh thì khá hơn Việt kiều, không em không thì nói thật sự không anh mình nói thế, cái đất nước của Mỹ nhá, thì mình đã nói với các bạn bao nhiêu lần rồi, mà có sẵn sử dụng bùi mình nói luôn, đất nước Mỹ là đất nước giàu có hùng mạnh hùng cường nhất thế giới hiện nay. Tôi, Khoa Lê và tất cả các bạn giàu đều công một nhận. tư bản nó giàu Không, thôi, một nhưng số tư bản đúng, giàu thì bọn này nhưng nó đói như ngan nhưng cái mà tài sản của nước à. Mỹ thì rơi vào những nhà tư bản và những nhà tài phiệt Mỹ. 1% dân số Mỹ chiếm 99% tài sản của nước Mỹ. Do vậy cho nên là bây giờ tôi nói với các bạn nhé, bây giờ cuộc sống của những người Việt kiều ở bên đó nói chung là, vì hiện nay so với cái cuộc sống trung bình khá của tôi một tí là các bạn đã vãi đái rồi. Còn lại ví dụ là cỡ khoảng 5 hoặc 10 năm nữa, cuộc sống trung bình của Việt Nam, của những người dân Việt Nam có khả năng đã so sánh với cuộc sống bình thường của những người Việt kiều bên kia rồi. Tôi nói với bạn như thế, cho nên là có khả năng bạn ấy còn trẻ. Rồi được rồi, bây giờ này mình sẽ mời Giác sư Bùi lên lại một tí nữa. Hiện nay chưa Vâng, có anh cả, em mời thằng cậu đúng lên lại để cậu đúng phản rồi, biện này. Em ok, được không? chưa Nói có vài câu camera, thôi. đúng rồi, chưa À, có camera mời thoát mời bác ra. xin bù lên lại đi. Rồi được Nhé. rồi, các bạn chờ Anh tí cho em thì xuống đi. vâng, rồi Vâng, ok. cho em xuống đi. Rồi rồi. Đấy, ra sư Bùi muốn lên lại thì bây giờ cậu ấy nhé, cậu gửi lời mời nhé. Chứ còn mày ok thì mình lại bấm không được. Không hiểu. Vừa nãy thì mình đã nói rồi. Rồi Hồi thì nãy bây em vẫn giờ bạn có gì bạn hỏi tiếp. làm đồng đồng tiền lương thôi nha, chứ em không nói là GDP. GDP quốc gia thì Việt Nam mình lớn hơn, dĩ nhiên GDP mình hơn Lào với Campuchia là đúng chứ không có sai. Nhưng mà làm về tiền lương á, người Việt Nam mình còn chạy qua Lào, Campuchia đi làm nữa đó. Không. Anh không? Rồi rồi, được 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 được. Đó. Rồi bạn nói. Đó thì em thì em nói như vậy đó, cái đâu đâu Tức đó em. là vừa nãy ý bạn nói là người Việt Nam, ví dụ như ở Việt Nam mà làm ví dụ lương tháng có 5 triệu đúng không? Nhưng bạn sang Rồi. Lào làm được 12 triệu đúng không? Hoặc cái Đúng ra vậy. Campuchia làm được 10 mấy triệu đúng không?
đó tám là những tám tám điểm trở lên. Đúng rồi, thì bây giờ thì mình giải thích là như này, nếu bạn nói như thế thì nhưng nó vấn đề nó rất vụn vặt. Rất vụn vặt. Tức là bạn nói vấn đề như thế thì mình nói trả lời bạn này. Bạn nói vấn đề rất vụn vặt. Thì bây giờ bạn chỉ bây giờ mình bạn so sánh ấy, bạn chỉ so sánh cái đồng lương trung bình của Campuchia là bao nhiêu. Chứ bạn đừng nói là người Việt Nam qua Lào là bao nhiêu, qua Campuchia là bao nhiêu. Thì em nói với anh đó, cái đồng lương của bên tính ra tiền tiền đô á, ở bên Campuchia là khoảng 400 đô một tháng. Ok. Lào á là 12 triệu thì tính ra đổi ra tiền Việt Nam thì khoảng coi chừng 600 đô hay là bao nhiêu đó. Được rồi, khoảng hơn 500 đô, đúng không? Rồi. Thì tức là khi mà Việt Nam bây giờ nhá, chỉ có 200 đô, 200 mấy thôi, khoảng đó thôi. Bây giờ tôi nói với bạn như thế này. Bây giờ cái chuyện mà bây giờ Việt Nam sang Lào bao nhiêu, hoặc lương của dân Campuchia bao nhiêu, lương Lào bao nhiêu tôi không biết. Thấy chưa? Những cái gì biết thì tôi trả lời. Nhưng bây giờ một cái đất nước có giàu có hay không? Thấy chưa? Hoặc là thu nhập ấy thì mình phải nói là thu nhập bình quân trên một đầu người. Ok. Bạn hiểu không? Đấy, thì mình đấy là cái khái niệm chung của thế giới rồi. Mà tính rồi, là thì, US bây giờ, chứ mình bây giờ nói đi, nếu trung bình thì Việt Nam mà thương thu 2000 tháng đó. Rồi bây giờ này. Rồi bây giờ vật chất hay là bất cứ cái đồ ăn đồ uống gì bên Việt Nam anh thấy không, nó mắc mỏ. Lên nhà trọ ở bao nhiêu? Người ta xài đủ không? Bây giờ này, thực tế đấy là bạn bạn nói cái cảm nhận của bạn, cảm nhận là những người Việt Nam này hiện nay người ta đấy anh bạn. Em không có nói cảm không nhận. Đấy. Tức là thực tế ở Việt Nam này nhá, hiện nay người ta sống về cái chuyện nói với bạn một điều, người ta đã bỏ qua cái giai đoạn ăn no mặc ấm tức là ăn no mặc ấm rồi, bây giờ đang chuyển sang ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ ví dụ bản thân bọn mình đây hoặc những người này đi tìm những tiệm phở nó ngon hoặc là những cái đồ ăn nó ngon về ăn, chứ không có chuyện cái đó anh nghĩ gia đình anh với mấy người đảng viên không cái không phải gì? Rất nhiều người mình là người cái mình người dân mình gốc nhá, mình nói với bạn nhá, mình gốc ở cái vùng quê nhá, ở ngoài Bắc. Mỗi năm mình ở thành phố Hồ Chí Minh mình về 2-3 lần thì mình cũng cảm nhận được cái cuộc sống của những người ở quê. Và hay là mình rất thích hay đi du lịch về những vùng quê ở Tây Nam Bộ. Mình biết. Anh nói cho nên là bây giờ này, tôi nói với bạn nhé. Bây giờ nói về những cái đấy. Thì bây giờ tôi với bạn cãi nhau cả ngày. Nhưng bây giờ mình chỉ muốn nói về cái tổng thể thôi. Tức là một cái đất nước có phát triển hay không. Thì mình cân... Không, bây giờ thực tế thì bây giờ bạn ở bên Mỹ, tôi ở Việt Nam. Bây giờ tôi bạn cứ bảo là bây giờ ở mấy tỉnh... mấy cái vùng quê ở Đồng Tháp, Bạc Liêu, tất cả thứ gì dân Đồng Tháp, Bạc Liêu, người ta nói cho bạn, người ta không phải đói kém, bây giờ người ta tìm những thứ nào ăn ngon, đúng không? Bây giờ nếu mà như thật sự vậy, bây giờ ở trên đây anh em mình nói cứ nói nhau nói gì hoài à, thực tế. Đấy, thì nó nói cả ngày, cho nên là mình muốn nói đưa một con số để mình chốt lại, tức là đất nước Việt Nam hiện nay. Là mình phải cầm một cái gì mình đi phỏng vấn từ mình phải đi phượt từ làng này. Bây giờ này, tôi chỉ cần nói với bạn như này. Hiện nay thu nhập bình quân trên một đầu người của Việt Nam là 2.650 đô la, chưa kể tính trốn thuế tung cả, đấy là thu chính thức. Còn ở Campuchia 1.250 đô la, đúng không? Thu nhập bình quân đầu người. Bạn vào ngân hàng thế giới, bạn vào cái trang của ngân hàng thế giới hoặc ngân hàng ADP nó có năm 2017 đấy. Okay. Thì bạn xem. Thôi bây giờ này, tôi chỉ cần nói như thế rồi bạn về bạn tra sau. Ở đây mình trao đổi nhé, chứ còn anh bạn anh dám thề không, nếu mà anh nói xạo á, gia đình anh chết hết, anh dám thề không? Trước kia nói là 1.000 tôi dám thề luôn, tức là con số đấy nhá, sấp xỉ nhá, tức là trên dưới một tí không anh, trời ơi đúng anh bạn, đừng người trung thực phải nói cho đúng anh bạn. Rồi tôi nói trung thực bây giờ, nhưng mà đừng vang cái thề đấy. Tôi không muốn thề như bạn bảo này, ui giời tôi nói sai rồi, bố mẹ tôi ra chết. Mình đừng có thề như thế, không hay. Anh nói bạn về, tức là khi trong chương trình này, bạn về bạn tra cái, tức là tổng thu nhập nhá, của Việt Nam là bao nhiêu chia cho bình quân, đầu người là bao nhiêu. Lãnh lương đầu người á, lãnh lương đầu người mà 8 triệu mấy mà anh không, ra, trời ơi, đừng có lãnh lương đầu người, phải chia cho bình quân. Ví dụ 220 tỷ đô la, chia cho 90 mấy triệu dân, còn ở Campuchia là bao nhiêu tỷ đô la, chia cho 11-12 triệu dân, đúng không? Thì nó ra thôi. Thể chế dân chủ không? Nếu mà anh trả lời được thì em nói chuyện với anh. Ý là em sợ anh nữa. Thể chế dân chủ là như thế nào? Rồi,
Theo anh á, thị trường dịch vụ là như thế nào? Nói chung thể chế dân chủ là một cái đất nước mà người dân làm chủ. Ok, người dân làm chủ. Nếu mà một cái nước mà người dân làm chủ, nếu mà thể chế dân chủ rất là tốt đẹp như vậy, tại sao mà mình không chịu làm? Việt Nam hiện nay người dân cứ vẫn làm chủ. Cộng sản sao làm chủ được? Chỉ có một nhóm. Sao nó không làm chủ? Tôi nói với bạn nhé, bạn biết ở Việt Nam những người nào đại diện cho dân không? Tại sao những người nào? Ta nói là bị bắt. Tôi nói bạn nhé. Hiện nay tôi nói người dân làm chủ, những người nào đại diện cho dân hiện nay không? Tôi hỏi bạn, tôi hỏi ngược lại bạn, những người nào đại diện cho dân, những người dân Việt Nam hiện nay? Người dân làm chủ thì em có quyền nói lên những cái gì mà em cảm thấy không đúng. Bạn nói thoải mái, ở Việt Nam bạn nói thoải mái. Bạn nói thoải mái nhưng bị bắt. Bạn nói với mục đích, bạn nói với mục đích lật đổ chế độ này. Đúng không? Chống phá lại chế độ này là bạn vi phạm pháp luật, là bị bắt. Tôi xin lỗi bạn nhé. Ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều kênh để cho bạn phản ánh cái tâm tư nguyện vọng của bạn đối với nhà nước, đúng không? Có rất nhiều những văn phòng tiếp dân để cho bạn phản ánh, văn phòng quốc hội, văn phòng coi như là coi như là ở được, thành phố cũng có rất nhiều, ở huyện quận có rất nhiều. Nhưng mà giờ em nói nè, anh nhà quê nè, anh biển mặn nè, ai là chí trên đi trên đôi con đường đi thôi mà bị bắt hết luôn, anh thấy chưa? Trời ơi, dân gần làm chủ mà tại sao người ta chống phá chế độ, người ta chống phá chế độ, chính phủ chế độ gì cái là dân làm chủ thì người ta thấy trái chiều, không được, không được à. Bây giờ nhá, ở Mỹ nhá, bạn suốt ngày bạn ngồi ra giả, bạn đòi lật đổ tổng thống Mỹ, bạn lật đổ cái chính phủ Mỹ, bạn bị bắt không? Tại chính phủ bên Mỹ này á là người dân làm chủ thật sự rồi anh Bằng, cho nên không không, nhưng mà bây giờ tôi hỏi bạn, ở bên Mỹ hiện nay bạn cứ suốt ngày bạn lên livestream bạn đòi lật đổ tổng thống Trump, lật đổ chính phủ Mỹ, bạn có bị giữ không? Tôi chỉ nói đơn giản vậy thôi. No, cái này tại cái chính phủ Mỹ nó đã có dân chủ sẵn rồi, dân làm chủ sẵn rồi, cho nên người ta không có lên đầu đòi lật đổ để làm cái gì. Trời ơi, trên bạn đấy, ở Việt Nam cũng thế, tất cả những cái. Ok, anh biết cộng sản là gì không? Cộng sản là gì? Liên Xô đã bỏ rồi, ok. Tôi bỏ nữa. Tôi nói bạn nhé, hiện nay riêng tổng ví dụ như các đời tổng thống Bill Clinton này, Obama này, tổng thống Trump, nhá, người ta tôn trọng cái thể chế chính trị ở mỗi nước, mà mỗi nước tùy theo mỗi nước vì điều kiện lịch sử, điều kiện những văn hóa của con người, người ta chọn những cái thể chế chính trị khác nhau. Mà trong khi đó những cái tổng thống, thủ tướng của các nước tư bản lớn người ta phải tôn trọng. Nhưng mà em biết không thể áp dụng. Tôi nói với bạn nhé, không thể áp dụng một thể chế chính trị ở Mỹ vào Việt Nam hoặc là pháp luật Mỹ vào Việt Nam được. Đúng không? Không có gì không thể, ở trên đời này không có gì không thể anh Bằng, không có gì không thể đó. Trừ khi áp dụng, nhưng mà đất nước Việt Nam sẽ hỗn loạn. Tất cả các thứ hiện nay, đất nước Việt Nam. Ok, để em giải thích cho anh cái vụ hỗn loạn nè. Một khi nếu mình thành thể chế dân chủ rồi đó, mình viết ra một cái hiến pháp, muốn lập đảng khác là phải cỡ chừng 15 triệu người trở lên mới được làm một cái đảng. Vậy là không bao giờ loạn anh Bằng. Hiểu nói không? Ông Tổng Bí Thư. Tôi nói với bạn nhé. Tôi nói với bạn nhé. Như vậy. Bây giờ nhá, rồi tại tôi xin tốt không có pháp thì người ta có thể nhập đảng. Nhiều bạn xin tốt đi. Việt Nam hiện nay, hiện Việt Nam trong lịch sử cái hồi mà cái lịch sử Việt Nam ấy thì đã có những cái thời điểm là rất nhiều đảng. Ví dụ như tôi chứng minh cho bạn năm 1945. Nhưng mà bây giờ tỷ đảng. Tình hiện bây giờ nếu mà mình có không bây giờ này. Bạn im đi. Tôi sẽ trả lời cho bạn ấy một cách ấy. Tôi xin bạn 2 phút. Tôi trả lời cho bạn. Bạn đừng ngắt lời tôi. Okay, năm 1945 rất nhiều đảng rồi đúng không? Nhưng mà chỉ Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân thôi. Hồi nào? Để đứng lên. Đã năm hồi nào? Năm 1945. Năm Quốc dân đảng này. Đất nước mình lúc đó, cái đất nước mình lúc đó là chưa có cái giống như trong cái ổn định, chưa có viết chiến pháp hoàn thành nữa. Rồi sau đó. Đến bạn biết đến năm 1988 bạn biết ở Việt Nam có mấy đảng không? 3 đảng. cái đó là chỉ nhưng mà không tôi hỏi bạn ba đảng là những đảng nào là để xạo Mỹ thôi anh ơi. Không bây giờ tôi nói với bạn này, hiện nay nhé, bây giờ tôi nói hiện nay chứ năm 1988 còn 3 đảng, hiện nay chỉ do một Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
Thì tôi nói với bạn này, bây giờ ông tổng bí thư dám lên đài TV, dám tổng lên lên đài TV nói ok, toàn dân bây giờ tôi cho đa đảng, tôi cho họ đảng, nhưng phải viết vô hiến pháp 15 triệu người theo bạn thì tôi mới cho mở. Tổng bí thư dám lên nói không? Bảo đảm anh nói là bây giờ này. Ồ tới luôn đó. Bây giờ nói với bạn này, cái điều kiện hoàn cảnh lịch sử văn hóa nghe chưa, tính cách của con người Việt Nam tại những thời điểm bây giờ, tôi nói bạn nhé, thì là không thể thành lập đa đảng được. Còn lại Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi nói với bạn này, sẽ có cái sự điều có gì bây giờ này, tùy theo nhé, từng thời kỳ nhé, ví dụ từ giờ trở đi đến khoảng 30-40 năm nữa, đất nước Việt Nam nó có một cái gì thay đổi về kinh tế, con người Việt Nam sẽ thay đổi về văn hóa, hoặc là thay đổi về cái nhận thức của con người Việt Nam, thì Đảng Cộng sản Việt Nam tự sẽ thay đổi mình để lãnh đạo đất nước. Vì anh biết tại sao đất nước Việt Nam mình không đi lên nổi không anh Bằng? Tại vì có một đảng. Tôi nói với bạn này, hiện nay nhá, để lãnh đạo không, bây giờ này đừng nói cách, bây giờ này làm sai không ai chịu trách nhiệm. Cái đó lý do tại sao mình không khá nổi, chỉ có một đảng không khá nổi, phải bây giờ bạn khá. Đừng nói không khá nổi, tôi nói với bạn một câu này như này nhá. Hiện nay đất nước Việt Nam ổn định, đúng không? Còn nói tức là có hai cái ổn định và kinh tế phát triển. Bây giờ tôi nói với bạn nhé, cái tốc độ phát triển bây giờ này không, giáo dục có tốt chưa bạn? Bạn im, tất cả đều đã đi vào, đang đi đúng hướng. Bạn đừng muốn lan man đang nói về vấn đề. Đi bao nhiêu năm không rồi, bạn đi hoài. Không, bạn lan man không được. Nói về một vấn đề thôi. Bạn đang vấn đề kinh tế, bạn nhảy với vấn đề giáo dục. Kinh tế á, là phải đi đôi, đất nước phát triển là phải đi đôi. Khổ quá, nó đi đôi với nhiều, nó đi vào giáo dục, tôi nói trường. Tôi nói này, một đất nước nó còn rất nhiều những vấn đề, chứ không phải về kinh tế và giáo dục không. Đúng chưa? Thì hôm nay mình nói về vấn đề kinh tế đã. Muốn còn đến giáo dục thì để hôm khác. Phát triển là phải kinh tế, phải giáo dục, phải trên hết. Bây giờ nhá. Bây giờ tôi chỉ cần nói với bạn thôi. Cái tốc độ phát triển của Việt Nam hiện nay nhá, 6.81% từ 2016 2017 và năm 2018 thì đất nước phát triển ở cái tốc độ phát triển, đúng không? Như thế đất nước phát triển ổn định, đúng không? Là như thế là tốt thế gì, đúng không? Đất nước Việt Nam hiện nay ổn định. Người coi như đất nước phát triển theo từng năm một. Ví dụ như năm 2017 vừa rồi, tốc độ phát triển là 6.81%. 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ phát triển là 7.01%. Có vậy thôi. Hôm nay tôi với bạn bàn nhau kinh tế. Còn vấn đề giáo dục, nọ kia các thứ thì nó lan man lắm. Có nhiều cái về vấn đề tham ô, tham nhũng, vấn đề tồn tại xã hội, nó còn tỷ vấn đề khác nhau. Vấn đề y tế nữa. Đấy. Thôi anh rồi, hôm nay tôi sẽ giải thích cho bạn hai vấn đề. Hôm sau bây giờ, sẽ giải thích. Bây giờ anh nói như vậy á, ok, bây giờ anh nói là phát triển như 6-7% vậy, ok, bây giờ tính đi. Bây giờ Việt Nam phải trả nợ công bao nhiêu? Ok. Bây giờ này, một rồi, năm rồi, hiện nay nhá. Rồi. Chính phủ phải tôi, trả cho công an với tôi trả lại. Trả nợ. Okay. Bây giờ tôi hỏi ngược lại bạn. Hiện nay nợ công của Việt Nam bao nhiêu và cái tỷ lệ nợ công của Việt Nam đối nước ngoài và trong nước như Việt Nam như nào? Việt Nam đưa lên chỉ có 50 mấy 60 triệu là một người nợ từ con nít mới sanh ra, nhưng mà thiệt ra 200 triệu luôn đó. Bây giờ này nhá, bây giờ nhá, tôi chỉ trả lời bạn một vấn đề nợ công như là như này. Bạn bây giờ thì bạn chưa search, nhưng mà bạn về bạn sẽ search vào cái Google của bạn, bạn tìm hiểu ở cái ngân hàng ADB và ngân hàng Westbank nhá. Hiện nay nợ công của Việt Nam năm 2018 nghe chưa, năm 2017 thì cái trần nợ công của Việt Nam đưa ra là 65%, đúng không? Đấy, trần nợ công là 65%, nhưng mà cái nợ công ấy, tức là năm 2017 thì là Quốc hội đưa ra sẽ là 63.8%, nhưng đến cuối cùng là nợ công Việt Nam cuối năm 2017 là 63.1%, tức là lấy 63.1% bạn nên nhân với tổng thu nhập bình quân, tổng thu nhập của cả quốc gia là 220 tỷ đô la, thì nó cỡ khoảng sấp xỉ 120 tỷ đô la. Nợ những ngân hàng ở trong nước là 50%, ngân hàng ở nước ngoài 50%, ngân hàng trong nước là những ngân hàng của nhà nước, đúng không? Còn nợ còn lại là 60 tỷ đô la nữa là nợ nước ngoài, đúng không? Nợ nước ngoài thì nợ những ai? Và tôi nói với bạn này như này, thực tế nợ công thì tôi sẽ nói nó còn dài lắm, nhưng tôi nói với bạn này,
ở mỗi một cái, hiện nay ví dụ như Nhật Bản chẳng hạn, người ta nợ công là 300% GDP. Mỹ, nghe chưa? Mỗi người bạn sẽ tra nhá, cái số liệu ấy tôi nói rồi bạn sẽ ghi vào giấy rồi bạn tra lại. Mỹ mỗi người nợ công năm 2017 cỡ xấp xỉ 67.000 đô la. Thì tôi Ok ý không? tôi muốn nói ở Anh Việt bạn Nam không, Mỹ mình đó, tính mà Mỹ không phải là nợ, cái nợ đó cái là trái phiếu. Trái không nợ, phiếu trời ơi, Việt trái Nam là phiếu mượn mua trái phiếu của chết. người ta thì cũng là nợ đúng No. không, mua Việt Nam là trời, mượn cho nên chết là thôi đó. được rồi, bạn để im, bạn không khẳng định thế mọi người sẽ biết. Bình quân từ những con số đó bạn chia ra, bình quân của mỗi người dân Việt Nam nợ là ba khoảng 33 triệu đồng Việt Nam đấy. Nhưng mà tôi nói với bạn này, một cái đất nước không phải nợ công nhiều hay nợ công ít, mà cái vấn đề trả nợ, cái khoản nợ đó như thế nào, thế nào. Nợ thì có nợ dài hạn, nợ trung hạn, nợ ngắn hạn, thì khả năng của cái đất nước ấy trả nợ công như thế nào. Tôi không muốn nói là đất nước Mỹ ấy có vỡ nợ hay không, vì là cái nền kinh tế của Mỹ nó mạnh, thì cái khả năng trả nợ của người ta tốt. Nhưng vấn đề ở Việt Nam người ta đưa ra một cái trần nợ công là 65% đấy, nhưng mà năm năm 2017 mới là 63,1%, nghe chưa. Đấy 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 là tôi nói vấn đề nợ công, mà khả năng của Việt Nam trả nợ công như thế nào. Chủ yếu là nợ công là trả nước ngoài chứ không phải cái nợ ngân hàng trong nước thì không vấn đề gì cả. Đấy tôi nói với bạn thế thôi, tức là mình rút ngắn lại lại một câu là một cái quốc gia, nghe chưa, người ta vấn đề nợ công không phải nợ nhiều nợ ít, mà cái khả năng trả nợ của mỗi quốc gia đó như thế nào. Tôi chỉ nói bạn về kinh tế vậy thôi. Thì hôm nay rất cảm ơn bạn lên tham gia diễn đàn của tôi, và mình giải quyết một vấn đề thôi, lần sau giải quyết tiếp nhá. Ok. Rồi rồi rồi, lần sau mình lại giải quyết tiếp, mỗi ngày mình giải quyết một vấn đề nhỏ nhỏ thế thôi, Rồi, rồi. còn để mọi người ở đây người ta lên người ta phản biện như thế nào nhá. Rồi Rồi, ok, cảm ơn anh nha. rồi cảm Cảm ơn, ơn. rồi. Rồi, bye.